Giê-su phán với dân chúng rằng: Không ai đến được với ta nếu Cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo: Ai nghe lời giáo hóa của Cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy Cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra, đấng ấy đã thấy Cha. Thật, ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi phải chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta đang trong cái loạt những bài giáo huấn của Chúa Giê-xu về bánh hằng sống, về bí tích thánh thể. Khi Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng Ngài là bánh từ trời được ban xuống cho trần gian, để ai tiếp nhận ăn chính Ngài thì sẽ được sống đời đời. Lễ đứng trước những cái lời tuyên bố như vậy thì những người Do Thái đã sầm xì, đã bàn tán: ông không phải là con của ông Giuse và Maria sao? Tại sao ông nói là ông từ trời xuống? Và những cái lập luận của họ có vẻ cảm thấy còn xa cách với điều mà Chúa Giê-xu muốn dạy bảo họ, muốn mặc khải cho họ. Chúa Giê-xu cho họ biết rằng cái điều này nó không phải chỉ là sáng kiến riêng của Ngài hay là cái lời nói riêng của Ngài đâu, mà nó là cả một cái công trình của Thiên Chúa, Thiên Chúa cả ba ngôi, và nhất là Chúa Cha đấng đã sai Ngài đến để thực hiện cái kế hoạch yêu thương nhằm cứu độ con người. Chúa Giê-xu hôm nay Ngài quả quyết rằng: không ai có thể đến được với ta nếu Cha ta là đấng sai ta không lôi kéo người ấy. Chúa Giê-xu cho thấy rằng nếu như Ngài đã có những cố gắng để thực hiện, cố gắng để thuyết phục người ta tin vào Ngài, thì bên cạnh đó, hay có thể nói trước đó, từ muôn đời Thiên Chúa Cha đã lôi kéo, đã có cả một cái kế hoạch để nhằm thu hút con người về với Thiên Chúa. Và hay có thể nói một cách khác rằng chính Chúa Giê-xu và tất cả sự hiện diện, lời rao giảng của Ngài, những hoạt động của Ngài và cả hành vi hiến mình của Ngài, đó là một sự tỏ mình, một sự lôi kéo của Thiên Chúa Cha dành cho con người chúng ta. Quả thực khi Thiên Chúa dựng nên con người chúng ta, Ngài dựng nên bằng tất cả tình yêu, và dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Ngài là tình yêu. Cho nên luôn có một cái sự tương hợp, và nó luôn gắn kết con người chúng ta với Thiên Chúa, để chúng ta cần hướng về Thiên Chúa, cần phải liên kết với Thiên Chúa để chúng ta được sống. Nó cũng tương tự như kể hoa hướng dương, hoa nó phải hướng về ánh mặt trời để nó tiếp nhận cái ánh sáng, và nó có thể sống, có thể phát triển, và nó trổ ra những cái cánh hoa tươi đẹp. Thì con người chúng ta cũng vậy,
như Thánh Augustino đã suy niệm và đã cảm nghiệm một cách sâu xa rằng Chúa dựng nên chúng con là vì Chúa, cho nên tâm hồn chúng con sẽ mãi còn thao thức băn khoăn cho đến khi nào mà được yên nghỉ bên lòng Chúa mới thôi. Cho nên vẫn luôn luôn có một cái sự thu hút của Thiên Chúa đối với con người chúng ta. Và con người chúng ta thực sự rất cần đến Thiên Chúa. Tự bản chất của con người, như chúng ta đã thấy đó, con người với cái tư thế của mình đứng ở trên đất, nhưng mà đầu chúng ta vẫn hướng lên, vẫn hướng về Thiên Chúa là nguồn cội của mình và cũng là cùng đích của đời sống chúng ta. Cho nên nếu cuộc sống này, hành trình dương thế này như một sự chuẩn bị để chúng ta vươn tới cùng đích của mình, mà chúng ta không thực sự liên kết với Chúa, không hướng về Thiên Chúa, để rồi khi chúng ta kết thúc cuộc đời trần thế, chúng ta không được đi về với Chúa, chúng ta không đến được với Chúa, không được ở trong tình yêu của Chúa, thì đó là một sự thất bại. Có thể nói một sự thất bại của chính Chúa không ngừng nỗ lực lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Và như vậy cùng đích của đời sống của chúng ta kể là một sự phá sản, một sự thất bại và rất là đáng tiếc. Có thể nói quạ ngục nó cũng là một hình thái ấy, một cái sự diễn tả cho chính sự thất bại của chúng ta. Bởi vì chúng ta không vươn tới được cùng đích của đời mình, chúng ta thất bại trên hành trình cuộc sống này. Cho nên Chúa Giêsu với tư cách là một đấng mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa và nhằm thực hiện cái công trình cứu độ của Chúa, nhằm lôi kéo chúng ta đến cùng Thiên Chúa là Cha, Ngài thiết tha mời gọi chúng ta hãy ý thức được điều đó, hãy ý thức rằng Thiên Chúa là một cái nguồn lực, là nguồn lực của tình yêu không ngừng lôi kéo mọi người chúng ta đến với Chúa, và ai trong chúng ta cũng được Chúa dạy bảo cho, được thuyết phục, được nâng đỡ, hướng dẫn để chúng ta quy hướng về Thiên Chúa. Như trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta nghe một cái sự kiện tưởng chừng như nó là bình thường, nhưng mà nó cũng diễn tả và nó phản ánh chính cái nỗ lực lôi kéo của Thiên Chúa đối với mọi con cái của Ngài. Viên thái giám Ethiopia trên hành trình đi lễ về, ông đọc Kinh Thánh, ông cần có người hướng dẫn để ông có thể hiểu biết được về Chúa, để ông có thể tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô và đáng lãnh nhận phép rửa. Thì chính Thánh Thần của Chúa đã thúc đẩy để Philippe đi tới và ngỏ lời, rồi hướng dẫn cho viên thái giám ấy hiểu biết về Thánh Kinh, để rồi chuẩn bị tâm hồn của ông. Và khi đã làm phép rửa cho viên thái giám ấy, Thánh Thần Chúa đã đưa Philippe đi mất, đến ở phục vụ ở những vùng khác. Điều đó cho thấy rằng Thiên Chúa có thể hành động một cách đặc biệt qua những biến cố này, biến cố nọ trong cuộc đời. Thiên Chúa vẫn dùng để lôi kéo chúng ta. Có lẽ viên thái giám Ethiopia ấy không ngờ rằng đó là hoạt động của Thiên Chúa, là bàn tay quyền năng của Thiên Chúa có thể thúc đẩy Philippe để ông tìm đến với mình và giúp cho mình được điều đó. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, qua những công trình tạo dựng, trình sáng tạo của Thiên Chúa trong vũ trụ này mà chúng ta đang được hưởng, hay là chúng ta có trách nhiệm để xây dựng, cũng như qua dòng lịch sử của nhân loại này, qua những người mà chúng ta gặp gỡ, tất cả những điều đó Thiên Chúa vẫn dùng để Ngài lôi kéo chúng ta, Ngài thu hút chúng ta về với Ngài, để giúp cho chúng ta nhận biết Ngài, nhận biết tình yêu của Ngài. Và cách riêng trong bí tích thánh thể là bí tích ban mình mà chính Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người để sống và đã thực hiện nhằm lôi kéo chúng ta đến với Chúa. Nên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tin vào Ngài, hãy đến với Ngài để chúng ta được đón nhận Ngài,
để ăn Ngài, không phải là ăn thịt của Ngài, nhưng mà là để chúng ta đón nhận, hấp thụ chính tình yêu của Ngài đang chất chứa tình yêu của Thiên Chúa là Cha, để làm cho chúng ta hiểu được rằng mình sống nơi trần thế này, mình có tình yêu của Thiên Chúa đang bao bọc chúng ta, và chúng ta cần tình yêu đó để sống hôm nay, sống cách vững vàng, bình an, hạnh phúc, và để vươn tới tương lai. Cùng đích của đời sống chúng ta là được ở trong Thiên Chúa, được hưởng nếm hạnh phúc viên mãn trong tình yêu ấy. Có lẽ nói điều đó nó không phải chỉ là một cái ý tưởng viển vông, nhưng có thể nói đó là cả một cái công trình kỳ diệu của Thiên Chúa, một công trình mà Chúa luôn luôn thực hiện và dùng mọi cách thế để Ngài làm điều đó vì phần rỗi của từng người trong chúng ta. Có thể nói trong xã hội này, có khi trong một xã hội mà không ít những người, người ta không tin vào Chúa, người ta tuyên bố vô thần, người ta không muốn chấp nhận có Thiên Chúa trong cuộc đời này, và có khi người ta chống bán Chúa đủ thứ. Thế nhưng mà có khi chính những cái con người ấy, những cái con người có vẻ như là chối đạo hay phản đạo hay chống đạo, những con người đó tự thâm tâm của họ cũng là con cái của Chúa, và Chúa cũng vẫn có những cái cách thế của Ngài, cách thế nhiều khi không thể, người ta không thể chống cưỡng được đâu, để lôi kéo người đó về với Chúa. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta thấy có những người xem ra chống đạo rất mạnh, dữ dằn lắm, phá hoại giáo hội cách này cách khác, nhưng mà rồi có khi một phút chốc, một qua một cái biến cố nào đó, có khi nó nhỏ thôi, họ đã thay đổi hoàn toàn. Họ thay đổi bởi vì tự thâm tâm của họ vẫn có một cái khao khát hướng về chân thiện mỹ, hướng về tình yêu của Thiên Chúa. Và họ hướng về tình yêu của Thiên Chúa là bởi vì họ cần cái điều đó, và sức mạnh lôi kéo của Thiên Chúa cũng không phải là đơn giản đâu. Cho nên một con người mà đi đến chỗ hư mất, một con người mà vuột ra khỏi cái sự lôi kéo của Chúa, đó là một điều rất là kinh khủng và không dễ thực hiện đâu. Cho nên chúng ta cần tin tưởng điều ấy, cần ý thức được tình yêu lớn lao đó của Chúa trong cuộc đời của mình, để chúng ta đừng tiếp tục thờ ơ, lãnh đạm với tình yêu mời gọi của Chúa, với sự lôi kéo của Thiên Chúa là Cha chúng ta qua Đức Giêsu Kitô một cách cụ thể trong bí tích thánh thể. Để chính nhờ đó, khi chúng ta ý thức được như vậy, chúng ta đến với Chúa, đến với tất cả lòng tin, và chúng ta ăn rước Ngài, chúng ta hấp thụ chính tình yêu đó, sẽ làm cho chúng ta được sống, sống cái sung mãn trong cuộc sống này, và có được cái năng lực cần thiết để chúng ta càng ngày càng kết hiệp mật thiết với chính Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Nhờ thế từng bước đường đời chúng ta có thể vươn tới cùng đích của mình là chính Thiên Chúa, để chúng ta được hưởng hạnh phúc trọn đời với Ngài trong nước trời mai sau. Amen. Thank you.